Cái thấy, cái nghe, cái cảm thọ, cái tưởng, cái thức tri không phải của con người. Lời Phật dạy, vậy này, Pahisa, ngươi cần phải học tập như sau. Trong cái thấy sẽ chỉ là cái thấy, trong cái nghe sẽ chỉ là cái nghe, trong cái thọ tưởng sẽ chỉ là cái thọ tưởng, trong cái thức tri sẽ chỉ là cái thức tri. Do vậy, này, Pahisa, ngươi không là chỗ ấy. Tạng Kinh Phật Tự Thuyết, trang 298. Chú giải: trong kinh sách Tưởng Giải Phát Triển sau thời Đức Phật thường cho rằng cái biết, cái thấy, cái nghe là Phật tánh. Còn ở kinh này, Đức Phật lại dạy khác: cái biết, cái thấy, cái nghe không phải là ngươi, là của ngươi. Sau khi ngộ được lý này, Pahisa là một tu sĩ ngoại đạo đã giác ngộ được Niết Bàn và chứng quả A-La-Hán. Câu chuyện xảy ra trong thời Đức Phật như sau. Một Bà La Môn Pahisa được mọi người cung kính tôn trọng cúng dường, nên ông nghĩ rằng với ai là bậc A-La-Hán hay đang đi trên đường A-La-Hán thì ta là một trong những vị ấy. Được biết những tư tưởng này, có một người thân của Bà La Môn Pahisa nói: này Pahisa, ngươi không phải là A-La-Hán và cũng không phải là người đang đi trên con đường A-La-Hán. Ngươi không có đạo lộ ấy. Ngươi nên đến yết kiến tôn giả Gotama, bậc A-La-Hán chánh đẳng giác, thì ngươi sẽ rõ. Sau khi đến gặp tôn giả Gotama 3 lần hỏi đạo, trong khi Đức Phật đang đi khất thực nên không thể giảng nói dài dòng được, vì thế Đức Phật chỉ thẳng: cái biết, cái thấy, cái nghe không phải là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Khi được Đức Phật trả lời như vậy thì Pahisa đã hiểu rõ con đường dẫn đến giải thoát không có gì hơn là các pháp trên thế gian này không có vật gì là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Chỉ cần buông xuống biết là ngay đó chứng quả A-La-Hán. Buông xuống đi, buông xuống đi, chớ giữ làm chi có ích gì, thở ra chẳng lại còn chi nữa, dạng sự vô thường buông xuống đi. Buông xuống hết tất cả, các bạn còn có cái gì, các bạn có biết không? Buông xuống hết, chỉ còn là một tâm thanh thản, an lạc và vô sự các bạn ạ. Nơi đó là quả vị A-La-Hán. Sau khi được Phật khai ngộ xong, thì hôm ấy, Pahisa đã bị bò hút chết. Trong lúc bị bò hút, ông không bối rối sợ hãi, chỉ bình tĩnh giữ tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Vì lúc bấy giờ, thân tâm này không phải là của ông, là của ông, là bản ngã của ông. Nên ông thanh thản, an lạc và vô sự trong trạng thái ấy. Đại bát Niết Bàn. Khi đám tang ông xong, nhiều người đến hỏi Phật: Bà La Môn Pahisa chết đi về đâu? Đức Phật xác định: với thành tâm thưa hỏi pháp, với lòng tin bất diệt của Bà La Môn Pahisa, khi nhận ra tất cả các pháp không phải là ta, là của ta, là bản ngã của ta, thì ông chỉ còn nhận ra trạng thái tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ. Nhờ sống trong trạng thái tâm bất động ấy, ông đã nhập vào Đại Bát Niết Bàn và chấm dứt tái sanh luân hồi. Các bạn hãy đọc kỹ lưỡng lại đoạn kinh này. Này các tỳ kheo, hiền trí là Pahisa đã hành trì tùy pháp, đúng pháp và không có phiền nhiễm ta với những tranh luận về pháp. Này các tỳ kheo, Pahisa đã nhập Niết Bàn. Tóm lại, người tu theo Phật giáo đâu phải tu tập khó khăn như người ta tưởng, mà chỉ cần biết buông xả cho thật sạch dục và ác pháp thì quả A-La-Hán ở tại đó. Thường trong kinh điển Phật giáo có người nghe Phật thuyết pháp xong liền chứng đạo. Điều này có thật hay không? Điều này có thật. Vì có nhiều người đã tu chứng quả A-La-Hán mà không biết, cứ nghĩ rằng quả A-La-Hán là cao siêu, là tu tập khó chứng lắm, nhưng không ngờ nó lại ở trong tầm tay của mọi người. Người tu hành chỉ cần biết buông xả, từ bỏ tâm tham, sân, si, thì ngay đó là Niết Bàn, là chứng quả A-La-Hán. Trong thanh tịnh đạo, có một vị thượng tọa tu chứng quả A-La-Hán mà không biết. Đến khi nhờ người thị giả đỡ ngồi dậy, thì biết ngay đó là mình đã chứng quả A-La-Hán. Các bạn hãy đọc một đoạn trong Luận Thanh Tịnh Đạo số 135, trang 74.
nói về một vị trưởng lão bệnh đang nằm chờ chết. Tăng chúng và Phật tử đến hỏi thăm ngài tu hành có đắc địa vị siêu thế, tức A-la-hán không. Ngài bảo, ta không đắc địa vị siêu thế nào hết. Khi ấy, có một vị tỳ kheo trẻ tuổi làm thị giả theo hầu ngài và bảo, bạch đại đức, mọi người vì tưởng ngài đã đắc niết bàn nên mới đi hàng chục dặm đường để đến đây hỏi thăm ngài. Ngài trả lời như vậy, họ sẽ vô cùng thất vọng. Tu hành như ngài, không lẽ chỉ chết như một phàm phu thường tình thì đau lòng lắm. Vị trưởng lão trả lời, này hiền giả, vì muốn gặp Đức Thế Tôn tương lai, nên ta không nỗ lực để đắc tuệ giác. Vậy bây giờ hiền giả hãy đỡ ta ngồi dậy, may ra có đắc chăng? Vị tỳ kheo liền đỡ ngài dậy rồi ra đi. Khi vị tỳ kheo ấy vừa ra khỏi, trưởng lão liền đắc quả A-la-hán và khẩy móng tay ra hiệu tăng chúng tụ lại bạch ngài. Bạch đại đức, ngài đã làm một việc rất khó là hoàn thành thánh quả vào lúc lâm chung. Chư hiền, việc ấy không khó, nhưng ta sẽ bảo cho chư hiền biết là việc gì khó thật sự. Chư hiền, từ khi xuất gia cho đến ngày nay, ta không thấy có một hành vi nào ta làm mà không có ý thức, không có chánh niệm kèm theo. Đọc đoạn luận trên đây chúng ta nhận xét câu, từ khi xuất gia cho đến ngày nay, ta không thấy có một hành vi nào ta làm mà không ý thức, không có chánh niệm kèm theo. Đọc xong đoạn luận này, chúng ta rất thấm thía cái khó của người tu hành theo đạo Phật, không phải chỗ nhập bốn thánh định, thực hiện tam minh, chứng quả A-la-hán, mà ở chỗ tỉnh giác chánh niệm. Có tỉnh giác chánh niệm, ta mới buông xả sạch dục và ác pháp. Khi buông xả sạch dục và ác pháp là chứng quả A-la-hán, chứ không phải còn tu tập pháp môn nào cả. Đạo Phật thì chỉ có tu tập bấy nhiêu thôi. Vị trưởng lão này đã trình bày cho chúng ta thấy pháp hành và kết quả của chánh niệm tỉnh giác. Nhưng ngài không biết đó là chứng quả A-la-hán, nên chờ đợi Đức Thế Tôn tương lai để xác định chỗ tu của ngài. Trong khi ngài bệnh đau đang nằm chờ chết, không ngồi dậy nổi, mới khởi ý nhờ vị tỳ kheo trẻ tuổi đỡ dậy, trong khi mọi người đến thăm. Khi khởi ý muốn ngồi dậy, đó là ngài đang sử dụng dục như ý túc, nhưng ngài không biết. Khi được ngồi dậy, ngài thấy mình không còn bệnh đau yếu đuối nữa, ngài mới biết mình đã chứng quả A-la-hán vô lậu. Vì vô lậu nên tác ý muốn ngồi dậy, bệnh liền biến mất và ngài tự tại ra đi. Chính chỗ này là chỗ tâm thanh thản, an lạc và vô sự là quả A-la-hán, mà có ai ngờ đâu, khi sử dụng năng lực của tứ thần túc thì mới biết mình chứng quả A-la-hán. Hoặc có người chỉ thẳng cho ta thì ta mới nhận ra trạng thái tâm thanh thản, an lạc và vô sự là trạng thái chứng quả A-la-hán. Trong thời Đức Phật còn tại thế, có nhiều vị Bà-la-môn đã tu tập được tâm thanh thản, an lạc và vô sự, nhưng không biết đó là quả A-la-hán, nên khi nghe Đức Phật khai ngộ thì họ mới nhận ra. Khi đã nhận ra, mới biết mình đã chứng quả A-la-hán. Cho nên, có những đoạn kinh khi Đức Phật giảng xong là có người chứng quả A-la-hán ngay liền, là vì họ tu tập rất lâu mới chứng đạt được chỗ tâm chánh niệm tỉnh giác, như vị trưởng lão trong luận thanh tịnh đạo đã nói. Việc chứng quả A-la-hán không khó, nhưng ta sẽ bảo cho chư hiền biết là việc gì khó thật sự. Chư hiền, từ khi ta xuất gia cho tới ngày nay, ta không thấy có một hành vi nào ta làm mà không ý thức, không có chánh niệm kèm theo. Vị trưởng lão tu như vậy, sống như vậy, làm sao không chứng quả A-la-hán được, phải không các bạn? Cho nên các bạn đừng hỏi chứng quả A-la-hán, mà hãy hỏi các bạn có tỉnh giác, chánh niệm trong từng hành động của các bạn chưa? Quả A-la-hán không khó, mà khó ở chỗ chánh niệm tỉnh giác. Xin các bạn hãy lưu ý điều này, để sự tu tập của các bạn có kết quả tốt đẹp. Nhiếp phục thân tâm. Lời Phật dạy. Trong khi Thế Tôn an cư trong mùa mưa, một cơn bệnh trầm trọng khởi lên, rất đau đớn, gần như muốn chết. Nhưng Thế Tôn giữ tâm chánh niệm tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán. Thế Tôn tự nghĩ, thật không hợp lẽ
nếu ta diệt độ mà không có một lời với các đệ tử hầu cận ta, không từ biệt chúng tỳ kheo, vậy ta hãy lấy sức tinh tấn nhiếp phục cơn bệnh này, duy trì mạng căn và tiếp tục sống. Và Thế Tôn, với sức tinh tấn nhiếp phục bệnh ấy, duy trì mạng căn, rồi Thế Tôn lành bệnh. Sau khi lành bệnh không bao lâu, Đức Phật rời khỏi. Kinh Trường Bộ tập 1, trang 582. Kinh Đại Bát Niết Bàn. Chú giải: đoạn kinh này xác định về thân bệnh rất rõ ràng. Thân tứ đại là thân nhân quả. Thân nhân quả là thân vô thường. Thân vô thường là phải có bệnh tật và khổ đau, dù người đó đã tu chứng đạo như Đức Phật. Nhưng thân nhân quả phải bệnh tật như những thân nhân quả khác, chứ không phải người chứng đạo là thân nhân quả không có bệnh tật. Đó là quy luật chung nhân quả của các pháp do duyên hợp thành, nên có thân phải có bệnh tật. Nhưng đạo Phật làm chủ sanh già bệnh chết một cách dễ dàng, không có khó khăn, không có mệt nhọc. Vì thế, đối với bệnh tật, Đức Phật chỉ dùng chánh niệm tỉnh giác và tinh tấn tác ý để lui bệnh tật ra khỏi thân tứ đại. Đọc đoạn kinh trên đây, chúng ta thấy rất rõ ràng, trong khi Thế Tôn an cư trong mùa mưa, một cơn bệnh trầm trọng khởi lên, rất đau đớn, gần như muốn chết. Đúng vậy, dù tu hành có chứng đạo, nhưng thân tứ đại vẫn là thân tứ đại, nên phải bệnh tật đau khổ cũng như mọi thân người khác. Nhưng người tu hành theo Phật giáo có pháp hành định niệm hơi thở, có pháp hành tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ sung mãn thì có đủ năng lực bảy giác chi, là có tứ thần như ý túc. Nhờ đó nên nhiếp phục và đẩy lùi tất cả bệnh tật không có khó khăn, không có mệt nhọc như trên đã nói. Cho nên, người tu theo Phật giáo không đi bác sĩ, không nằm bệnh viện. Còn những người tu hành không đúng chánh pháp, như các thầy Đại Thừa và Thiền Tông, không làm chủ được bệnh tật, nên phải đi bác sĩ, nằm bệnh viện uống thuốc và chích thuốc. Họ đã tu hành sai pháp. Chứ pháp môn của Phật là pháp môn làm chủ sanh già bệnh chết rất tuyệt vời. Nó giúp cho người tu hành làm chủ sanh tử, chấm dứt luân hồi. Trên đây là một đoạn kinh dạy trị bệnh rất hay, cụ thể và rõ ràng. Đoạn kinh này chỉ có người tu chứng mới hiểu được nghĩa, vì đó là kinh nghiệm bản thân. Còn các nhà học giả, khi đọc đến đoạn kinh này, họ đều giảng dạy lướt qua, chứ không thể nào hiểu được. Do không hiểu nên không nêu rõ ý nghĩa cách thức làm chủ bệnh. Đây các bạn hãy lắng nghe lời dạy này. Nhưng Thế Tôn giữ tâm chánh niệm tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy không một chút tà thán. Đọc câu kinh này, các bạn có biết rõ Phật đang trị bệnh của mình như thế nào không? Câu kinh này, lời dạy quá cô đọng, khiến cho người đọc đến đây không biết Đức Phật dùng pháp môn nào để đối trị thân bệnh của mình gần như sắp chết. Kính thưa các bạn, nếu các bạn không hỏi ý nghĩa của đoạn kinh này thì các bạn chẳng bao giờ biết Phật dùng pháp môn nào để đẩy lui bệnh cả. Chúng tôi xin các bạn lưu ý những cụm từ chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác là tên một pháp môn trong bốn pháp môn mà Đức Phật dạy cho chúng ta đầu tiên khi mới bước chân vào đạo tu tập. Đó là pháp môn tứ chánh cần. Trong pháp môn tứ chánh cần gồm có: 1. Chánh niệm tỉnh giác định. 2. Định vô lậu. 3. Định sáng suốt. 4. Định niệm hơi thở. Bây giờ các bạn đã hiểu rõ chánh niệm tỉnh giác là một pháp môn đối trị bệnh tật, mà ở đây Đức Phật đã dùng nó để trị bệnh gần chết của mình. Nhưng chánh niệm tỉnh giác chỉ là để chịu đựng cơn đau, cũng giống như người ôm phao vượt biển. Như đoạn kinh trên đã dạy, giữ tâm chánh niệm tỉnh giác, chịu đựng cơn đau không một chút tà thán. Cho nên, khi có những cơn đau như dao cắt ruột,
thì chỉ còn có cách giữ gìn tâm chánh niệm tỉnh giác trên thân hành niệm nội, hơi thở, hay thân hành ngoại, hành động tay chân. Nhờ giữ tâm tỉnh giác trên thân hành, ta mới chịu đựng được những cơn đau như ai cắt ruột bứt gan. Đối với đạo Phật, đây là phương pháp đầu tiên để chiến thắng giặc sanh tử, giặc bệnh tật và giặc luân hồi. Đối với những loại giặc này, nếu các bạn không chịu rèn luyện tu tập cho thuần thục, nhu nhuyễn những pháp môn này, thì rất khó cho các bạn chiến thắng chúng. Kính thưa các bạn, ở đây Đức Phật đã thực hiện các pháp môn này để trị ngay trên thân bệnh gần chết của mình. Hành động ấy rất rõ ràng và cụ thể nhất trong đoạn kinh này. Nhờ đó lòng tin các bạn lại càng gia tăng lên bội phần. Nhờ đó sự học tập và tu luyện lại càng siêng năng hơn. Lúc nào cũng lấy gương hạnh của Phật mà áp dụng vào cho mình. Nhờ biết dùng những pháp môn này để đối trị những ác pháp đang tấn công ào ạt vào thân tâm. Nhờ có những pháp môn này mà tâm các bạn mới bất động hoàn toàn, mới ly dục, ly ác pháp được trọn vẹn. Kính thưa các bạn, như các bạn đã biết, chánh niệm tỉnh giác trên thân hành là pháp môn để vượt qua những cơn đau ghê gớm, khốc liệt như dao cắt. Nhưng với hành giả Phật giáo, nhờ chánh niệm tỉnh giác nên không một chút rên la kêu khóc. Đó là phương pháp vượt qua cơn đau, chứ không phải là phương pháp trị cơn đau. Xin các bạn lưu ý, nó giống như người bị sóng gió ba đào giữa biển, chỉ còn ôm phao vượt biển. Nó giống như lỗ châu mai của người lính đánh trận, khi giặc bắn rát quá, chỉ còn núp dưới lỗ châu mai để tránh đạn, chờ lúc nào thuận tiện nhào lên là đánh lại ngay liền. Với giặc sinh tử khôn ngoan vô cùng, chúng đánh chúng ta nhiều mặt, nếu không kịp phát hiện ra là chúng ta bị thua trận ngay liền. Vậy, đánh lại ngay liền là đánh bằng pháp môn nào? Chúng ta hãy đọc đoạn kinh thứ hai để xem Đức Phật dùng pháp môn gì để nhiếp phục cơn đau và duy trì mạng căn để tiếp tục sống. Đây, chúng ta hãy lắng nghe Đức Phật dạy. Thế Tôn tự nghĩ, thật không hợp lẽ nếu ta diệt độ mà không có một lời với các đệ tử hầu cận ta, không từ biệt chúng tỳ kheo. Vậy ta hãy lấy sức tinh tấn nhiếp phục cơn bệnh này, duy trì mạng căn và tiếp tục sống. Kính thưa các bạn hãy lưu ý những cụm từ dưới đây. Đó là những cụm từ cần phải hiểu nghĩa rõ ràng. 1. Hãy lấy sức tinh tấn. 2. Nhiếp phục cơn bệnh này. 3. Duy trì mạng căn và tiếp tục sống. Cụm từ thứ nhất có nghĩa là hãy lấy sức tinh tấn, tức là phải siêng năng ôm pháp môn cho thật chặt, không được lơi lỏng, như người ôm phao vượt biển. Ví dụ, khi thân bị đau bất cứ chỗ nào, nặng nhẹ mặc kệ, chúng ta hãy cố gắng dựng thân ngồi kiết già sừng sững, đừng nên nằm, rồi nhiếp tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Khi tâm thanh thản, an lạc và vô sự, thì tâm định trên hơi thở ra, hơi thở vào một cách nhẹ nhàng, rõ ràng và cụ thể. Khi biết tâm đã định trên hơi thở như vậy, thì chúng ta tác ý nhắc: thọ là vô thường, cái đau bệnh này phải đi khỏi nơi thân tâm ta. Nhất là phải chỉ rõ bệnh gì, bệnh ở đâu. Khi tác ý xong câu này thì tiếp tục tác ý câu thứ hai: an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô. An tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Khi tác ý xong thì cứ bám cho chặt trong hơi thở vô, hơi thở ra, ý thức chỉ biết hơi thở vô ra đều đặn, đừng lưu ý đến bệnh đau. Thỉnh thoảng lại tác ý: thọ là vô thường, cái thân bệnh này hãy đi, đi, đi cho khỏi thân ta. Trên đây là phần nhiếp phục cơn bệnh đau mà trong kinh chỉ nói vắn tắt, khiến cho mọi người khó hiểu vì lời dạy quá cô đọng. Ta hãy lấy sức tinh tấn nhiếp phục cơn bệnh này.
Đọc đến đây không ai biết pháp trị bệnh của Đức Phật như thế nào. Nếu chúng tôi không giải thích thì các bạn không bao giờ hiểu rõ nghĩa lý của đoạn kinh này, thì muôn đời đoạn kinh này vẫn khép kín mà các nhà học giả không bao giờ khám phá ra được. Phải không các bạn? Đó là pháp môn như lý tác ý và pháp môn định niệm hơi thở. Cụm từ thứ ba là duy trì mạng căn và tiếp tục sống. Lời dạy này cũng làm mọi người không thể hiểu. Thưa các bạn, khi duy trì mạng căn và tiếp tục sống thì chúng ta phải tu tập pháp môn gì đây? Đó là pháp môn tứ niệm xứ các bạn ạ. À, pháp môn tứ niệm xứ còn gọi là pháp môn quét tâm. Đây, các bạn hãy lắng nghe pháp môn quét tâm. 1. Trên thân quán thân để khắc phục tham ưu. 2. Trên thọ quán thọ để khắc phục tham ưu. 3. Trên tâm quán tâm để khắc phục tham ưu. 4. Trên pháp quán pháp để khắc phục tham ưu. 4 pháp môn tứ niệm xứ này chúng ta phải tu tập như thế nào? Kính thưa các bạn, muốn trả lời câu hỏi này, xin các bạn hãy trả lời câu hỏi của chúng tôi. Khi thân tâm các bạn không có chướng ngại pháp thì trạng thái ấy là gì? Các bạn không trả lời được, chúng tôi xin trả lời thay. Đó là trạng thái tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Các bạn có nhận ra trạng thái này chưa? Nếu chưa, thì các bạn hãy ngồi yên lặng rồi quan sát thân, thọ, tâm, pháp. Thì chỉ trong phút giây, các bạn sẽ nhận ngay liền. Nếu các bạn đã nhận ra, thì đó là trạng thái của tâm tứ niệm xứ. Khi có một niệm ác tác động vào thân tâm của các bạn, thì các bạn quan sát thấy ngay liền. Lúc bấy giờ, các bạn dùng cái chổi thần pháp môn như lý tác ý mà quét niệm ác đó ra liền. Như đoạn kinh trên, Đức Phật giữ tâm chánh niệm tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không rên la một chút xíu nào cả. Từ bất động tâm ấy, rồi siêng năng dùng pháp như lý tác ý quét bệnh ra như trên đã dạy. Cuối cùng, để lui được bệnh, thì thân tâm trở về trạng thái thanh thản, an lạc và vô sự. Thưa các bạn, trạng thái tâm thanh thản, an lạc và vô sự, trong đó còn có tâm tham, sân, si hay những sự phiền muộn khổ đau nữa không? Nếu có khổ đau, có phiền não, còn tham sân si, thì làm sao gọi là tâm thanh thản, an lạc và vô sự được? Phải không các bạn? Người đời vì tâm còn tham sân si, dễ sanh ra phiền muộn khổ đau, nên tuổi thọ giảm lần. Vì thế nên không duy trì mạng căn được và không thể tiếp tục sống lâu được. Cho nên đoạn kinh này dạy duy trì mạng căn tiếp tục sống, tức là Đức Phật đang giữ gìn tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Đó là phương pháp duy trì mạng căn và tiếp tục sống trường thọ. Kính thưa các bạn, Phật pháp không dối người, chỉ có con người không chịu tu tập nên không làm chủ sự khổ đau của kiếp người mà thôi. Bài kinh Đại Bát Niết Bàn đã xác định rõ ràng pháp môn nào đẩy lui bệnh tật và pháp môn nào duy trì mạng căn sống lâu muôn tuổi như trên đã chú thích. Đây là những lời Phật dạy chứ không phải chúng tôi tự kiến giải theo kiểu đại thừa. Xin các bạn tư duy cho kỹ, đừng vội bảo rằng chúng tôi đúng, mà cũng đừng vội bảo rằng chúng tôi sai. Vì những lời dạy này sẽ được áp dụng vào đời sống của mọi người, và những kết quả đối trị được những bệnh tật của cơ thể thì đó sẽ là câu trả lời đúng sai. Đây là một bài kinh rất sống động, chính lấy thân Phật làm một thí điểm để áp dụng các pháp mà Đức Phật đã dạy chúng ta. Như vậy rõ ràng, Đức Phật do từ các pháp môn này mà làm chủ sự sống chết bệnh tật, thì chúng ta cũng ngay từ trên các pháp môn này mà tu tập thì cũng làm chủ được sự sống chết bệnh tật và kéo dài tuổi thọ, muốn sống muốn chết tự tại như Phật ngày xưa. Một bài pháp có giá trị lợi ích rất lớn cho loài người. Xin các bạn hãy lưu ý
và đặt trọn lòng tin nơi pháp bảo này để mang lại lợi ích cho mình, cho người. Nhờ đó, Phật pháp sẽ sáng chói huy hoàng mãi mãi muôn đời. Pháp môn tác ý. Lời Phật dạy: Này Ananda, ta nay đã già, đã thành bậc trưởng thượng, đã đến tuổi lâm chung, đã đến 80 tuổi. Này Ananda, như cỗ xe đã già mòn, sở dĩ còn chạy được là nhờ dây thắng chằng chịch. Cũng vậy, thân Như Lai được duy trì sự sống giống như chính nhờ chống đỡ dây chằng. Này Ananda, chỉ khi Như Lai không tác ý đến tất cả tướng với sự diệt trừ một số cảm thọ, chứng và trú vô tướng tâm định, chính khi ấy thân Như Lai được thoải mái. Kinh Trường Bộ tập 1 trang 584, Kinh Đại Bát Niết Bàn. Chú giải: Kính thưa các bạn, đoạn kinh trên đây chỗ chúng ta chú ý là pháp môn tác ý. Nhờ có tác ý mà Đức Phật diệt trừ được một số cảm thọ, tức là bệnh đau. Nhờ có tác ý mới chứng và an trú trong vô tướng tâm định, nên thân tâm Phật mới được thoải mái, an lạc, nhẹ nhàng. Như vậy, đoạn kinh này dạy rất cụ thể, rõ ràng. Khi Đức Phật xác định thân tứ đại của mình già yếu lúc 80 tuổi, này Ananda, ta nay đã già, đã thành bậc trưởng thượng, đã đến tuổi lâm chung, đã đến 80 tuổi.